chớp nháy, thì cái ứng dụng của đèn tháp 5 tầng này sẽ được sử dụng trong các máy. Chào anh chị, hôm nay em xin giới thiệu anh chị về mẫu đèn LED tháp 5 tầng. Thì ở đây sẽ sáng 5 màu: đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương và đèn màu trắng ạ. Thì ở đây thì đèn LED sẽ được trang bị là nguồn 24V và công suất hoạt động tối đa của nó là 6W ạ. Và đèn được trang bị IP chống nước là 50 ạ. Thì thân đèn sẽ được làm bằng nhôm ạ. Và phía trên thì sẽ làm được bằng mica để cho chúng ta có thể thấy đèn LED sáng ạ. Thì ở đây thì đèn này thì sẽ có các cách đấu dây như sau, đấy là sẽ có 7 dây ạ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cách thứ nhất là đấu dây màu đen vào 0V. Thì ở đây chúng ta có thể đấu các cái dây còn lại vào nguồn 24V ạ. Thì đối với dây màu đỏ thì sẽ sáng đèn màu đỏ, đèn màu vàng sẽ sáng đèn màu vàng ạ, đèn màu xanh sẽ sáng đèn màu xanh ạ, và xanh dương sẽ sáng màu xanh dương ạ, đèn trắng sẽ sáng đèn màu trắng. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái dây đèn màu cam thì sẽ sáng đèn sẽ kêu còi ạ. Thì tương tự chúng ta có thể đấu ngược lại là dây màu đen vào 24V, thì các dây còn lại chúng ta có thể đấu vào 0V ạ, để cho đèn sáng ạ. Thì ở bên cạnh em thì em đã đấu sẵn một đèn. Thì ở đây bây giờ thì em sẽ test các anh chị xem ạ. Thì ở đây thì em sẽ bật đèn màu xanh dương lên ạ. Tương tự thì em sẽ test thử đèn màu trắng ạ. Và em sẽ test thử ba màu là đỏ, vàng, xanh ạ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy là trong tất cả 5 màu này thì chỉ có đèn màu đỏ được chớp nháy. Thì cái ứng dụng của đèn tháp 5 tầng này sẽ được sử dụng trong các máy đặc biệt phổ biến, trong các máy sản xuất ạ. Thì các màu này tương ứng với là các cái thông số hoạt động của máy. Thì chúng ta có thể set up cái đèn màu đỏ này là cái đèn báo lỗi. Thì khi mà có lỗi xảy ra thì chúng ta cũng có thể đồng thời kích còi để cho người vận hành và người giám sát được thấy ạ, để có thể xử lý tín hiệu được nhanh nhất ạ. Dạ, em cảm ơn anh chị đã lắng nghe ạ.